Hi, xin chào các bạn. Rồi, và chào các bạn đã lại đến với Chân Đồng Mình. Và mình là Vũ đây. Thì ngày hôm nay là nhân dịp Rat vừa ra cái sự kiện mới. Đó chính là, Rat vừa trở lại cái sự kiện, đó chính là trang phục bậc 3S này. Vậy nên là nhân dịp là trang phục Rat Bạo Vũ Cuồng Lôi ra mắt lại. Thì ngày hôm nay, đó chính là một ngày mình sẽ leo rank với cái biệt đội, đó chính là gọi là biệt đội sân cỏ nhá. Nhưng mà với những cái trang phục biệt đội sân cỏ mà mình chuẩn bị mới chơi bây giờ ấy, là mình sẽ không chơi những cái biệt đội cũ. Nói thẳng ra là mình sẽ chỉ chơi những cái trang phục mà vừa ra mắt ở năm trước, đó chính là năm 2022, mà lúc mà World Cup vừa mở ra thì Liên Quân đã ra mắt những cái bộ trang phục mà cũng liên quan tới, nói chung là ủng hộ cho mùa World Cup ấy. Thế nên là mình sẽ chỉ chơi những cái trang phục đấy thôi nhá. Còn những cái trang phục như là Van Heel hay là Tulen, những cái bộ trang phục cũ ấy, thì mình sẽ không chơi nha. Được rồi, còn những trang phục đó là gì thì bây giờ chúng mình cùng vào chơi và trải nghiệm một ngày leo rank của mình cùng với biệt đội sân cỏ đấy nhá. Được rồi, thì chúng mình sẽ cùng đến với bộ skin đầu tiên, đó chính là Jeep Ông Vua Sân Cỏ. Thì đây là bộ skin, nói thẳng ra là cùng chung sổ sứ mệnh khi mà lúc bắt đầu ra mắt cái trang phục của Rat Bạo Vũ Cuồng Lôi nha. Đấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một skin nói là phiên bản trọng tài đấy. Thì nói Jeep Vua Sân Cỏ này thì giống như kiểu là trọng tài ở trong trong sân cỏ các bạn đấy. Với cái quả mà thổi đèn đỏ, thổi check va xong rồi thẻ đỏ các thứ nữa. Nhưng mà hơi đen là ngay trận đầu tiên ấy, là mình đã gặp, đó chính là bên team mình có ông kia pick con Aya là DSP ấy. Vậy nên mà mình phải chấp nhận là trận này mình cầm con Jeep đi top. Mở ngay đầu game thì mình đã có một pha khá là báo đời khi mà mình đã hút mẹ gạo vô trong đây. Thế nên là mình với mẹ gạo đã chết ở ngay pha này nhá. Nói chung pha này hơi báo. Nói thật ra là một phần là mình cũng tính hút để tóc biến về ấy, nhưng ai có rẻ đâu. Nhưng không sao nha, tầm này là vẫn chơi được. À mà quên một cái là lúc này là mình đang đánh thường chứ không phải là mình đánh hạng nhá. Do là cái con tướng Jeep này ấy, nó cực kỳ cấm nhiều trên lên cao. Mà nick này là cũng đang ở rank tầm 30 sao nữa. Vậy nên là từ nãy giờ mình chơi đâu đó là 4-5 trận rồi, nó toàn cấm mà. Nên thôi, đi SP mà, chơi SP thì chúng ta pick con tướng này đi đánh thưởng được cho nó vui. Mà không phải chỉ mỗi bên team mình đâu, bên kia cũng pick tận hai con SP nhá. Bên kia thì có Aya với Timmy, còn bên mình thì Aya với lại con Jeep này. Thì đương nhiên là con Jeep này vẫn sẽ lợi hơn nha. Mặc dù là Timmy bên kia được boost sát sức mạnh ấy, nhưng mà Jeep của mình vẫn khỏe hơn nhiều. Đấy, đi check va nè. Đó, đi pen này, đi thổi đỏ này, đi thổi từng đứa một này, cho thẻ đỏ hết. Rồi, thằng Rat này cho thẻ đỏ này. Mà mình nói thẳng ra là những cái bộ skin mà mình sẽ chơi đây ấy, là mình sẽ chơi ở sổ sứ mệnh nhá. Bởi vì là sổ sứ mệnh này nó cùng chung với chủ đề với cái trang phục của Rat Bạo Vũ Cuồng Lôi ấy. Đấy, mình nói thế nó cho mọi người dễ hiểu hơn. Thì đây là sổ sứ mệnh mùa 48 thì phải, mình nhớ là thế. Thế nên là mình sẽ gọi cái biệt đội này là biệt đội sân cỏ nhá. Không sao, vẫn chơi được. Rồi, mặc dù trận này mình đi SP, nhưng không sao, vẫn lo được các bạn ạ. Bên kia cũng có SP mà, nhưng mà team mình vẫn đỉnh hơn nha. Đấy, thấy chưa, tầm này thì sợ gì nữa, mình chỉ hỗ trợ thôi. Điển hình như pha này này, mình đã làm một pha hất này. Bây giờ phần còn lại là gì, phần còn lại chỉ Kera vào chơi thôi. Nó thẳng ra là bên mình có tận 2 SP. Đấy, vậy nên là Kera chỉ cần vào đấm và đá thôi, chứ đâu cần phải làm gì nhiều đâu. Đó, và ngay trận đấu đầu tiên mình đã win nhá. Ấy và mình cậu thêm một cái là mình cực kỳ thích cái điệu nhảy của con Jeep này nha. Đây cái điệu nhảy đặc biệt của Jeep này. Nó nhảy nó chỏng đít lên xong rồi nó đập đập tay ấy, nhìn buồn cười vãi. Đấy, nó còn vỗ tay nữa nhỉ, nó vỗ tay hai phát nữa cơ. Thì tấu hài vãi đổi ra. Ok, trận đấu đầu tiên mở màn là win nhá với trọng tài Jeep nha. Được rồi, hết trọng tài, chúng ta sẽ cùng đến với đó chính là một cô MC, đó chính là Aya MC Sóc Thỏ nha. Thế nên là cũng ở trong sổ sứ mệnh ở level 60 nhá. Thì con này nó có cả cái phụ kiện nữa cơ. Đấy. Thì hiện tại là do con này cấm nhiều, vậy nên là mình sẽ chơi đánh thường nhá. Và cộng thêm một cái đây, các bạn có thể xem là cái skin này nó có tận 3 phụ kiện nhá. Do là ở level 60 mà. Đó, thì có cả phụ kiện lục, tím và lam. Thì mình là một người thích màu xanh, thế nên là mình sẽ chơi cái phụ kiện màu lam, màu xanh này nhá. Mà thề luôn ấy, cái con Aya này này, mình không biết chơi. Vậy nên là khả năng cao là mình sẽ chơi con này rất là gà đấy. Thế nên là nếu mà chơi gà thì các bạn thông cảm nhá. Do là mình đâu phải là cham Aya gì đâu. Đây, và đây là ngoại hình của con Aya này này. Phải công nhận là ngoại hình của con này đẹp thật. Ngoại hình nhìn xịn xò vết. Bảo sao là nhiều chị em thích thế. Lại thích nhiều chứ lì. Dễ thương thế cơ mà. Đó, người chơi. Aya không sức vật. Sức vật là tại người chơi. Mà trang phục này đẹp thật. Uầy, mình phải đánh giá trang phục này đẹp nhá. Chứ có bao giờ mình đụng cái trang phục này đâu. Nó thẳng ra không đụng con tướng luôn đấy. Ủa rồi, tem tui đâu hết rồi. Tem tui đâu. Ê, không nhảy được luôn ấy. Ê, không thấy tem đâu luôn nha. Không sao, cái gì khó thì chúng mình làm lại. Mà thường thì mình chia Aya mình ít khi mà mình chỉ nhảy đầu vô một đứa lắm. Nói chung là mình chia con Aya này mình theo cái hướng suy nghĩ của mình là bên mình mà thằng nào xanh, thằng nào chia hay thì mình sẽ nhảy vào nhá. Hoặc là thằng nào mà đang đánh nhau có bắt đấy, điển hình như pha này này. Pha này thì mình thấy lô điền vào thì mình quyết định mình nhảy vào thôi. Đấy nhá.
Đấy, và đương nhiên là trận đấu này ông AD bên tem mình đánh hơi vật vã nhá, do mình hay di chuyển đấy. Đó, các bạn thấy là lúc này là bên tem bạn là đẩy cực kỳ cao luôn. Mà Aja rất là bình tĩnh, mặc dù là mình di chuyển nhiều không có chửi mình nhá. Mà mình cứ đâu phải mình đi một người đâu, mình đi theo tem mà đúng không? Trời ơi, không hiểu sao anh ta kéo được mình luôn lại chịu. Mà trận này no hop quá. Mình cầm Aja nhưng mà mình tưởng tem mình trận này ai cũng xanh như không nhá. Ông ao y bên tem mình múa buồn cười lắm. Nó thật ra là bên mình ao chính bên tem bạn ấy, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi để đến như pha này đi. Mình nhảy xuống để ân ti này, nhưng mà thôi, lại là một kết thúc dành cho mình rồi. Chắc là mình nghĩ là sau cái trận này mình không thể nào mình chia ra được, vậy nên là mình sẽ nhờ sự trợ giúp từ mè gạo nha các bạn. Đấy, chắc chắn là trận đấu này mình sẽ thua này, không thể nào chơi được. Mình cầm con Aja này cũng khó quá. Đấy, chuyển sang trận này thì mình sẽ nhờ mè gạo chơi con Aja này để có thể có một trận đấu mặn nhãn hơn nhá. Chứ bây giờ mà mình cầm con Aja nữa thì chịu ấy. Rồi, thì chuyển sới sang trận đấu tiếp theo thì mình sẽ cầm cái phụ kiện phiên bản màu tím nha. Thì vừa nãy cầm màu xanh rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang phiên bản màu purple cho nó đẹp đây. Đấy, mà công nhận nhìn phụ kiện của Aja nó cũng thay đổi ngoại hình ok phết. Phải công nhận là những cái chỗ sức mạnh hồi xưa nhìn xịn thật. Đây, và lúc này như các bạn có thể nhìn thấy là bây giờ không phải là mình chơi con Aja này, mình là người đang chơi con Caffini nha. Và người mà đang điều khiển con Aja này đó chính là mè gạo nhá. Đấy, thì lúc này là mình đang cầm nick của mè gạo nha. Cho là mình cầm con Aja gá lắm, vậy nên là mình sẽ chuyển cho mè gạo chơi. Thật ra là mình không biết chơi sức bọt như nào đấy. Thường SP mấy con khác thì còn được, chứ con Aja thì mình chịu. Đấy, thì ở ngay đầu game mình và mè gạo đã có một pha rất là ok luôn. Khi mà nhảy vô để mua Venet nha. Đó, những lần sau thì nói chung là cứ nhảy vô mà chơi thôi. Rồi, anti vô này, anti tiếp cận vô để bắt chứ còn gì nữa. Không sao nha, vẫn chạy được. Mình còn miễn nhiễm mà. À quên, mẹ gạo còn miễn nhiễm. Mặc dù pha này mẹ gạo đã bút hết cơ cho con Venet rồi, nhưng mà không thể nào được gì nhá. May pha này mình chạy lên kịp đấy. Đấy, xong rồi vẫn cứu được nhá. Rồi, thừa thắng xong lên thôi. Lúc này là thừa thắng xong lên nha. Và cứ nghĩ là pha này có thể là có bắt win cơ, nhưng mà Roy cũng xài anti kịp cơ, xong tem bạn cũng lên rất là nhanh luôn. Một mình Venet cũng không thể nào làm được pha này. Mà lúc này Jata ấy, thay vì bay vô bên trong đây thì anh ta bay vô dí vô Roy ạ. Và đương nhiên pha combat này tem mình thua nha. Khó hiểu thật sự. Rồi, và rồi những lần sau đấy combat tem mình cực kỳ là bị thua luôn, cực kỳ yếu thế luôn. Pha này thì nói chung là cũng không trách mẹ gạo được. Mẹ gạo nhảy vô Venet là do một phần là Venet đang ở đầu game cực kỳ khỏe ấy. Đấy, thế nên là mình cầm con Caffini lên nên là mình vẫn lo lường nha. Đó, và bây giờ kể từ phút này này là bây giờ là mình với cùng mẹ gạo mới bắt đầu là cùng chung đi chung với nhau này. Đấy, và bây giờ mẹ gạo chỉ leo đầu vô người mình thôi nha, chung leo đầu vô Venet nữa. Đương nhiên chắc chắn là các bạn sẽ chửi là chơi game mà chỉ nhảy vô một người, thì không sao cả, bởi vì mình tự tin là mình gánh được. Thế nên là chỉ cần nhảy vô đầu mình thôi là mình có thể lo được trận đấu này nha. Mặc dù là lúc này ấy, bây giờ tem mình cực kỳ yếu thế rồi. Đấy, các bạn thấy là tem mình cực kỳ yếu nha. Tới 11 phút mà bị tem bạn đẩy cực kỳ cao, mà một phần là có con Roy đánh cực kỳ khó chịu ấy. Pha này thì mình bắn hết cỡ rồi. Nhưng lúc này là mình cũng đang rất là yếu ấy, đồ mình không có nhiều đâu, mà bên kia đồ nhiều quá. Đấy, và mình bị tem bạn đẩy cực kỳ cao nhá. Đó. Cứ mỗi lần mà hồi sinh ấy, ra đánh thì đánh cũng không nổi do bây giờ tem bạn đông quá. Và một phần là cái con mượn ga bên kia ấy cực kỳ trâu đi. Đây các bạn thấy là lúc này này, mình không thể nào làm gì cả, mình bắn hết cỡ rồi đấy, mà bắn cũng không vào máu bên tem bạn mà. Đấy, mày gạo bút cho mình nhưng mà không thể nào nổi. Cứ tưởng lúc này là pha này thua rồi cơ. Nhưng cũng may là Venet với lại Jena cũng đã cố gắng đấy và giết được thêm mạng của Lidit rồi mới chết nhá. Đó, lúc này chỉ còn mỗi đôi nhưng cũng sao nhỉ. Rồi, và một lúc sau bên nhà mình cũng đã chuyển sang thành sân bay. Đó, và tem mình cứ lần lượt từng người chết và lại tiếp tục, cứ tưởng là lúc này là thua rồi. Nhưng cũng may là Jena cũng hồi sinh kịp đấy, và mẹ gạo cũng đã hỗ trợ cho Jena và đẩy được tem bạn lui và không để tem bạn win được cái trận đấu này nhá. Đấy, và thừa thắng không lên. Bắt đầu là kể từ đây này, khi mà lượng đồ bắt đầu ngang nhau rồi. Vừa nãy thì đúng là đồ mình điếu thật, nhưng bây giờ ấy mình đã lên đủ đồ rồi. Và đương nhiên với một con cáp bây giờ đủ đồ thì bây giờ mình không sợ nữa. Có thêm cả mẹ gạo leo lên trên đầu mình thì bây giờ mình đấm thôi, đúng không các bạn? Đấy, thấy chưa? Vừa nãy là bắn tem bạn là không vào máu nhá, chứ còn bây giờ đấm đập tem bạn là bắn vào đâu là thốn từ đấy. Đó, thừa thắng xong lên sau khi giết được ba người bên tem bạn thì tem mình quyết định ăn con Shiza này nha. Đấy, chắc chắn là tem bạn sẽ phá rồi ấy, nhưng hơi đen là tem bạn cướp không được nha, không cướp được mà còn chết cả hai mạng ông cơ. Và đây là một pha quét sạch đầu tiên ở phút thứ 17 cho tem mình nhá. Đấy, và thừa thắng xong lên thôi. Tầm này mình cầm có Caffini mình tự tin lắm. Đấy, mình nhảy vô mình chơi thôi. Tầm này AoE cũng không sợ nha, mình còn đến cung tà ma nữa, thấy không? Mình lao vô mình chơi thôi chứ mình không có sợ nha. Đấy, đấm hết, không có gì phải sợ cả. Uầy, mà pha này thề Linus làm pha sốc đam ảo diệu vãi nồi ra. Nhưng không sao,
lúc này là vẫn đấm được, nhưng mà sau khi mà mình chết xong ấy thì tem mình với lại mẹ gạo cũng chỉ đẩy được tới cái trụ siêu cấp thôi nhá. À đâu, cái trụ thứ hai ấy, còn trụ ba thì vẫn chưa lấy được nhá. Cũng may pha này là Yata còn ở đây ấy, nên là mẹ gạo đã nhảy vô được. Nhưng mà một lúc sau thì cũng bị giết. Và cũng hên, mình hồi sinh kịp, mình đã nhấn tốc hành và cứu được mẹ gạo ngay pha này nhá. Đó, và lúc này là chỉ còn mỗi mình mẹ gạo thôi. Nhưng không sao, mình đã bảo rồi, một con cáp bây giờ mà nhiều đồ cộng thêm mà có thêm Aya ở trên đầu nữa thì bây giờ mình với mẹ gạo cũng đấm luôn. Mình biết lúc này là Linith sẽ xài sốc đam ấy, nên là mình hẳn bật hẳn cung tà ma nhá. Và pha đép trụ này là mình thắng. Đó, mình đấm hết. Mẹ gạo chỉ cần ngồi lên trên đầu mình và đép và bút máu cho mình thôi. Đó, và bây giờ thừa thắng xông lên. Tên bạn hồi sinh tới tận 40 mấy giây luôn thì chỉ còn một mình Malok, thì bây giờ Malok không thể nào mà đép được. Và đây sẽ là một trận đấu lật kèo dành cho tên mình. Trời ơi, thấy chưa? Đầu game yếu thôi, chứ bây giờ để cho con đồ Caffini cuối game là tới công chuyện liền. Và đây là bộ đôi kết hợp hoàn hảo của mình cùng mẹ gạo nha. Quá xịn sò luôn. Đấy, thề luôn. Đấy, công nhận. Để cho phụ nữ chơi game, chơi SP là khắc bọt ngay, MVP luôn chứ còn gì nữa. Vừa nãy là chúng ta có trọng tài rồi, và sau đó là có cả đó chính là MC bình luận. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đó chính là những thành viên ở trong sân cỏ đấy nha. Và người đầu tiên đó chính là Quillen thủ môn nhá. Ok, cũng may thì cuối cùng mình cũng đã pick được cái con Quillen ở đây. Đấy, thì nói chung là mấy cái bộ mà sân bóng thế này hoặc là đội biệt đội sân cỏ thì con Quillen cũng là cái trang phục mà có hiệu ứng nhá, nhìn rất là đẹp luôn đấy. Nhưng mà mình hình như là mình chưa chơi cái trang phục này. Và bây giờ các bạn cùng xem đây. Thì nói chung là đương nhiên là khi mà chúng ta ở sân cỏ thì màu sắc nó sẽ là màu xanh lá cây rồi. À đâu, màu xanh dương nha. Đấy, mình phải công nhận ngoại hình của trang phục Quillen này khi mà vô trong game ấy nhìn xịn sò vãi nổi. Ê! Mà công nhận để ý là cái hiệu ứng của trang phục này không khác gì là trang phục của Rat trang phục 3S ấy, nhìn ảo ma vậy, thật luôn đấy, nhìn y chang luôn, hiệu ứng ấy. Do là hai bộ trang phục này nó cũng cùng chung với cái chủ đề mà lúc vừa ra mắt ấy, là mình nhớ là cái năm đấy là mấy năm trước luôn, lúc hồi mà ra mắt World Cup ấy. Đây này. Một thằng này. Hai thằng này. Thằng tiếp theo. Thằng này luôn. Thằng tiếp theo, thằng này luôn. Thằng này luôn. Thằng này luôn này, ngon. Ui giời ơi, qua đã kill luôn. Nhưng mà mình toàn hỗ trợ ạ. Không làm được gì hết, toàn hỗ trợ thôi. Mà tôi không sao. Vẫn gọi là một trận đấu à đâu, vẫn gọi cái pha của bác vừa nãy là lời nhá. Pha bác vừa nãy lời lắm luôn đấy. Nhờ nà. Trời ơi, đánh nhau liên tục quá đấy. Từ nãy giờ mình không được farm luôn. Chưa kỳ phát đã đánh nhau rồi, đánh nhau liên hồi. Ô, tên bạn chơi game kỳ nhở. Tự nhiên từng ông đau fit là sao ta? Khó hiểu thật sự. Nhờ nè, hết chiêu rồi nha. Mình biết pha đấy hết chiêu rồi đó. Ngon, 6 phong rồi. Ôi da. Đòi chạy. Giết người xong chạy. Thằng này mất tốc biến luôn rồi. Mất tốc biến đòi chạy. Mất tốc biến đòi chạy. Nhơn. Cái gì? Tính làm gì? Ui, mấy ai kêu không? Thằng kia đâu? Nhưng mà không dám vào. Ây da. Fuck. Cứu tôi. Nó tốc biến, nó chảy tùm lum tùm lưa hết. Hết cỡ rồi. Ôi. Thề ông Iber, ông SP đã kiến tạo cho mình rồi mà mình còn không làm được. Người ta kiến tạo cho mình để mình sút thôi. Mình ăn mạng thôi cũng không ăn được. Pha kiến tạo này fail quá. Rồi. Tới giờ đi săn rồi. Bảo rồi, tới giờ đi săn rồi mà. Ôi, từ nãy giờ tem mình gáy vãi nồi ra. Buồn cười vãi, gáy ác. Ui lag. Trời ơi, nó lag. Ui, cái pha của bắt vừa nãy lag quá, xong rồi mình phải combo tầm bậy tầm bạo đấy. Mình không chọc ai được. Vừa nãy lag quá, mình hết cỡ rồi. Đấm nó, đúng rồi. Rồi, win rồi đó. Cây nâu thì không thấy nha.
Kane đâu không thấy? Đây này. Trời ơi. Trời ơi sao hài dữ gì? Nó xảy ra trong vánh vậy? Xảy ra trong vánh vậy? Rồi cuối cùng mình ăn hồn mạng rồi. Nhiều khi đánh trận như này các bạn lại tưởng mình đang chơi đánh thấp, nhưng thật ra đây, lúc này là mình đang chơi ở rank 30 mấy sao ấy, 35 đúng không? Ừ. Rank 3x đàng hoàng hẳn hoi đấy, chứ không phải là rank thấp đâu, mà phải trưởng thật đấy. Chẳng qua là tem bạn chơi gì cũng thấy kỳ thôi. Rồi, và chúng mình sẽ cùng đến với skin cuối cùng, cũng là chùm cuối của bộ này. Đó chính là Rat Bạo Vũ cùng Lôi nha. Thế nên là bộ skin cùng chung chủ đề nhá. Mặc dù ba skin kia là sổ sứ mệnh, nhưng mà nó cùng ra mắt cùng thời điểm ở trong mùa World Cup 2022 ấy. Đó, cùng với con Rat Bạo Vũ cùng Lôi này nha. À, thì con Rat này mình cũng đã chơi rất là nhiều rồi, nhưng mà mình phải công nhận đây là một bộ trang phục rất là mượt, nhưng mà nó vẫn rất là so sánh nhiều cùng với con Rat Mayu Thái nha. Mặc dù là 3S đấy, nhưng mà lúc nào cũng so sánh ngang kèo với lại con Rat mà Mayu Thái SS kia nha, khó hiểu thật. À, thì bởi vì là đang có cái sự kiện này mà, nên mình phải quyết định phải làm cái một ngày mình leo rank cùng với skin này đấy, cùng với biệt đội này luôn, để cho các bạn cùng xem cái skin này có đáng giá để bỏ ra hay không ấy. Đấy thì mình cũng đã leo cũng sẽ chơi cho các bạn xem luôn nhá. Thì mình phải công nhận là trang phục này mượt thật, mình chơi rất là nhiều rồi, trang phục này cực kỳ mượt nha, không có gì gọi là khựng cả, chủ yếu là do các bạn chơi cái trang phục mua giai thái nhiều thôi, chứ thực chất là cái trang phục này nó nhỉnh hơn mua giai thái cực kỳ nhiều, rất là mượt luôn ấy. Chẳng qua là cái ngoại hình của trang phục mua giai thái kia nó xịn hơn nhá, nhìn các bạn nhìn là biết rồi ấy, ngoại hình chắc chắn là ngoại hình của trang phục mua giai thái kia nó lực và nhìn xịn hơn, nhưng mà về độ mượt với lại độ đẹp của trang phục này chắc chắn là trang phục này hơn nhá. Đó, và trận đấu này nói chung là đầu game nó thật ra là lúc này mình đang đánh trên rank cao ấy, một phần là mình chơi con Rat thì cũng không có hay, mình không thể nào mà múa màu mè chiêu hai tốc biến hay là nói chung là combo tùm lum tùm lưa cho các bạn xem được đấy. Thật ra là mình cầm con Rat này cũng chỉ là dạng trung bình thôi, chứ không có thể màu mè được nhá. Gọi nó thật ra là mình chỉ gọi là hỗ trợ thôi, chứ mình không làm được gì được nhiều nhá. Nhưng ví dụ như pha này này, đó thấy không, pha này mình đã sử dụng một pha combo anti tốc biến rất là lỏ, nhưng không sao, vẫn giết được ba mạng mình tên bạn nhá. Đây, và mình cho các bạn xem hiệu biến về. Đây, hiệu biến về của trang phục Rat nó sẽ như thế này. Đây, hiệu biến về nó như này nha. Đấy, đẹp vãi nổi. Rồi, né đi. Ây da, bạn né, sút được không thì không thể né được cái này của tôi đâu. Ồ, và các bạn ý không, là những cái bộ trang phục cùng dòng chủ đề này ấy, thì nó đầy đủ loại luôn. Đầu tiên là chúng ta có trọng tài này, thứ hai là chúng ta có MC bình luận này. Đấy, xong rồi còn trang phục này thì sẽ là gọi là gì, tiền đạo ở thì đây là thì nhân vật Rat sẽ là ở nơi sân bóng. Đấy, thì sẽ là người ở ngoài sân bóng nha. Đó, thì tí nữa chúng ta sẽ có thiếu cái gì đó, đó chính là thủ môn đúng không? Thì tí nữa chúng ta sẽ có thủ môn. À, nó có cả thủ môn luôn rồi. Đấy là vừa nãy cái trang phục Quillen mình cho các bạn xem ấy, nó có cả thủ môn luôn. Nè, nó thấy à, đỉnh cao đúng không? Nào là nào là con gì nhỉ? Ấy ấy ấy. Thôi xong rồi, hết cỡ rồi. Nhá. Nào là trọng tài có trọng tài này, xong rồi còn MC cũng có MC, thủ môn ở trong sân thì có cả Quillen. Đấy, còn bây giờ chúng ta đang thiếu đó chính là người ở trong sân để đá bóng đúng không? Thì chúng ta có Rat. Thấy chưa? Biệt đội này đủ thành viên luôn. Rồi, và ngay trận đấu này, mặc dù ở ngay đầu game ấy mình đánh rất là ok, mà các bạn có để ý pha vừa nãy không? Pha vừa nãy công nhận là con trong gà cực kỳ khó chịu nha. Mình tính đẩy ấy, mình tính đẩy với cái con Juve, nhưng mà do cái minh nhiễm của con trong cái đá, thế nên là mình đẩy pha đấy fail xong bắt đầu trận đấy tay mình thua luôn. Thế nên chúng mình sẽ cùng chuyển sang trận đấu thứ hai của mình nhá. Rồi, thì sang trận đấu thứ hai này mình sẽ cố gắng đánh ok hơn nha. Mà công nhận là mình chơi con này mình không xanh nha. Mỗi lần ấy công nhận là mình đánh rank thấp ấy, mình đánh tầm rank cao thủ vào tầm 2x. Nói chung là tầm 1x trở xuống ấy thì mình chơi con Rat này mình mới xanh nha. Còn lúc nào mà mình cầm con này mà tầm lên rank chiến tướng hoặc là lên rank 40 mấy sao ấy là thề mình chơi con này dở vãi nồi. Nó thẳng ra là mình không đánh được, toàn bị counter không à. Cầm con Rat xong không dám lao đâm đầu vô nhá. Đấy, để đến như trận này này, trận này mình gặp bên kia là con Bonnie ấy. Đó, như ví dụ pha này mình chỉ giết được Ken xong mình cũng chết nhá, hết cỡ rồi, không thể nào làm được gì cả. Do cứ anti vào là đi ngay. Vậy nên là cầm con Rat này trên đánh cao ấy cực kỳ phải cẩn thận luôn đấy. Do cái anti cực kỳ quan trọng, chúng ta mới anti vào mà khoan được mãi là đi ngay. Đó, cũng may pha này là mình phát được nhá. Lúc này mình tưởng mình ăn giết được cả con Iber mà nhưng mà tự nhiên lòi thanh niên Wood of Valera cay với nồi. Nhưng không sao. Cái gì cũng có thể lo được. Không sao hết. Vẫn đấm được, may trận này tem mình hay này, không như trận vừa nãy nhá, trận vừa nãy đánh hơi fail quá. Đó, vừa thừa thắng xong lên thôi. Này, tầm này là mình đấm được luôn đấy, chứ còn gì nữa. Mà đẹp nhờ, công nhận mình thích kiểu biến về trong vùng này, nhất là cái giá tốc ấy, cái giá tốc con này đẹp cực. Rồi win này. Mà win nhìn cây đây dở nhờ.
Mình cũng muốn cho bạn xem xanh lắm, nhưng mà đang đánh trên rank cao ấy, khó xanh lắm. Ê, mình cũng chơi con này cũng dở cơ chứ cũng không chơi hay được. Rồi, thử làm pha anti tốc biến đã nào. Mình cũng muốn chơi ai tốc biến đâu nhưng mà gà lắm. Đây rồi. Đó. Uầy, quả con hổ ấy, mỗi lần anti ấy nghe tiếng hổ gầm đã lắm. Nghe tiếng con hổ nó gầm mới phê vậy. Rồi. Ồ, ok, cũng xong rồi. Khá là nhanh nhỉ. Trận này cũng nhanh hơn trận vừa nãy. Uầy, mà xịn nha. Được rồi, và đó là tất cả những gì về ngày hôm nay. Một ngày leo rank của mình cùng với biệt đội sân cỏ nha. Đấy, thì nói chung là ở trong biệt đội sân cỏ này, Liên Quân cũng đã ra mắt thêm 5 cái trang phục ở bên biên bóng đá đó. Nhưng mà những cái trang phục đấy là trang phục phiên bản cũ. Vậy nên là mình cũng sẽ không làm cho một phần là mình cũng đã bảo rồi. Mình thường leo rank những cái bộ skin mà có hiệu ứng thôi. Còn những skin nào không có hiệu ứng thì mình sẽ không làm. Do là cái biệt đội bóng đá cũ kia ấy không có con nào có hiệu ứng nha. Vậy nên là mình sẽ chơi cái biệt đội này cùng chung chủ đề luôn. Do là những bộ trang phục này cùng chung chủ đề ấy. Nên là mình sẽ làm nó sẽ dễ hơn đấy. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip nha. Thì đừng quên để lại cho mình nó chỉ là một cái like và một cái đăng ký để mình có thêm động lực làm về những cái series và những bộ skin leo rank tiếp theo. Còn thì bây giờ hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo của mình nhé. Bye bye mọi người.